Số liệu thống kê của Bộ Y tế cho thấy, tính đến giữa tháng 7 năm 2024, cả nước ghi nhận xu hướng gia tăng của các bệnh sốt xuất, xuất huyết tay chân miệng. Một số bệnh có thể điều trị dự phòng bằng vaccine như sởi, phát ban nghi sởi, bạch hầu, ho gà cũng diễn biến phức tạp. Để phòng bệnh cho trẻ, chuyên gia y tế khuyến cáo trong mùa nắng nóng nên cho trẻ ở trong nhà thoáng khí mát mẻ, không hoạt động thể chất ngoài nắng quá lâu. Khi ra ngoài trời, cần có biện pháp che chắn nắng thích hợp, chú ý chế độ dinh dưỡng cho trẻ cho trẻ uống đủ nước đảm bảo ăn chín uống sôi nguồn thức ăn phải tươi sạch dụng cụ cho trẻ ăn uống phải sạch bảo quản đồ ăn đúng cách hạn chế để trẻ vui chơi hoặc đi đến những nơi đông người để tránh bị lây nhiễm các bệnh liên quan đến đường hô hấp chủ động cho trẻ tiêm phòng đầy đủ đúng lịch giữ vệ sinh sạch sẽ thân thể và môi trường sống của trẻ dạy trẻ biết rửa tay bằng xà phòng đúng cách trước khi ăn sau khi đi vệ sinh